ơi. Wow, 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 ra nhiều bê tông quá rồi các bạn ơi. Hello các bạn ơi, hôm nay cùng mình đi hái rau đi các bạn ơi. À, ở đây vườn nhà mình có một cái cây lá bỏng này các bạn này. À, có một cây lá bỏng nhá, mình cho trong rổ các bạn ơi. Cùng mình đi tìm cây tiếp đi. Ơ, các bạn ơi, ở đây có cái gì này? Wow, ở đây có hai chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Wow, chiếc nào cũng rất là to các bạn nhá. Wow, mình xem nào. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe trộn bê tông dính bùn này. Wow. Wow. Em này rất là bẩn các bạn ạ. Đây, mở được cái đầu luôn các bạn ơi. À các bạn ơi, cùng mình đem về tắm rửa cho em ấy đi. Cái em này bị dính bùn bẩn lắm các bạn ạ. À đây nữa này các bạn này. Wow. Em này đóng được cả đầu các bạn ơi. Cái này quay được này các bạn ơi. Ơi. Ra nhiều bê tông quá rồi các bạn ơi. Ơi, nhiều chưa các bạn ơi. Một chiếc xe trộn bê tông xịn sò các bạn nhé. À, mình cho ở đây nhá. Các bạn ơi, cùng mình đi tìm đồ chơi tiếp đi. Xem là trong khu vườn này còn cái gì nữa không các bạn nhé. Ui, đây này các bạn ơi. Wow, mình vừa đi đã thấy rồi các bạn ơi. Một chiếc xe. Ui, em đã có thể tháo rời được này các bạn này. Đấy, mình sẽ lắp vào đây nhá. Cho vào đây này. Ấy chà. Ok. Cho vào đây nha. Một chiếc xe container các bạn ạ. À, còn đây là một chiếc xe máy ủi các bạn nhá. Một em bulldozer. Ui, ở kia có cái gì đây các bạn ơi? Cái gì đây nhỉ? Một em tàu hỏa các bạn ơi. Một em tàu hỏa Thomas các bạn ạ. Ra nhiều quá, nhặt được nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe cần cẩu này. Crane. Crane nha. Cần dài lắm các bạn ạ. Này. Một chiếc cần cẩu siêu bự khổng lồ luôn các bạn ạ. Rồi, cho vào đây nha các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem nào, trong này còn gì nữa không nào. Chiu. Úi, cái gì đây? Mình nhặt được một chiếc xe mô tô các bạn ơi. À, đây là có một bác lái xe đang đi mô tô đua nhá. Ok, rồi, đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem nào. Chiu. Ui, đây này các bạn ơi. Ui, cái gì đây? Các bạn ơi, đây là một chiếc máy xúc các bạn ạ. Excavator. Ui, quay được này các bạn này. Các bạn ơi, cùng mình đem về tắm rửa cho các em đi các bạn ơi. Hello các bạn ơi. Cùng mình đi rửa đồ chơi đi. Nãy mình nhặt được rất là nhiều đồ chơi này các bạn này. Đây là một chiếc xe máy đua các bạn nhá. Mình sẽ rửa em này đầu tiên nào các bạn ơi. Rất là mát luôn các bạn ơi. Đây, tắm rửa cho em đi nhé các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy đua đấy. Rocking moto. À, bạn tay đua này bạn mặc một bộ quần áo bảo hộ màu xanh nhá. Có cả bảo vệ đầu gối này các bạn này. Đi găng tay này. Đội mũ bảo hiểm này. Bốc đầu. Mình cho đây nhá. Xe nào, còn em nào nữa? Đây rồi. Em này đây rồi các bạn ơi. Mình rửa hai em luôn nhá. Đấy, hai em này luôn. Đây, các bạn ơi, đây là một chiếc máy xúc ngoạn gỗ nhá. Excavator and good. Một chiếc excavator. Cái này có thể ngoạm gỗ được này các bạn này. Ngoạm được cả tay của mình luôn đây này các bạn này. Một em excavator. Cái này nổi trên mặt nước luôn này các bạn này. Cái gì nhỉ? Tàu hỏa. Tàu hỏa thật các bạn ạ. Thomas train. Một chiếc tàu hỏa Thomas các bạn nhé. Có chữ speed, tốc độ nha các bạn nha. Đi rất là nhanh luôn. Thomas train.
Rồi cho lên nào. Các bạn ơi, rửa tiếp nào. Wow các bạn ơi, u chào chiếc xe trộn bê tông siêu bự khổng lồ này. Mình sẽ rửa này nha. Wow. U chà. Wow. U chà. Mát quá các bạn ơi. Đấy, rửa sạch nhé các bạn nha. Nào, ý xà, em này bẩn quá đi. Đấy, mình rửa sạch em xe trộn bê tông nhá. Đấy, xà. Wow. Úi xôi, trong này bẩn lắm này các bạn ạ. Đấy, rửa xong máy này. Đấy, xà. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe trộn bê tông màu xanh nhá. À, chiếc xe trộn bê tông màu xanh mix sụt chắc. Đấy, có thể quay trộn bê tông này các bạn này. À, đổ nước ở đây nhá. Đấy, các bạn thấy không? Wow. Úi chà, em này xịn xò, quá xịn xò luôn nha các bạn nhé. Cho đây nhá các bạn nhá. Nào, wow. Úi chà, lại một chiếc xe trộn bê tông siêu bự nữa này các bạn này. Wow. Úi chà, em này bẩn hơn em kia các bạn ạ. Úi số em này màu vàng nhá. Em này hơi bị đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Đấy, mình sẽ rửa sạch cái này nhá. Mình rửa sạch sẽ nào. Úi, dưới này bẩn lắm các bạn ơi. Đấy. Chiu chiu chiu. Đấy, xà. Wow. Một chiếc xe trộn bê tông màu vàng các bạn nhé. Mix sụt chắc. Ây, em này có 4 hàng bánh luôn. 1, 2, 3, 4 hàng bánh. Wow. Đấy, quay được này. Em này quay được cái trên đầu này các bạn này. Đấy. Các bạn thấy quay quay không? Đấy, em này quay kiểu khác các bạn nhé. Rồi, mình sẽ cho hai em trộn bê tông vào đây nào. Nối đuôi nhau luôn nhá các bạn nhé. Đây, tiếp tục nào. Wow, một chiếc xe máy xúc lật. Wow. Chiu 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 toảng. À, các bạn ơi, đây là một em máy xúc lật màu xanh nhá. Một em bulldozer. Wow, lốp to không các bạn. Đấy, mình sẽ đi cho các bạn xem. Wow. Rồi. Chiu chiu. Wow, một chiếc xe cần cẩu. Úi dồi, cả container này các bạn ơi. Wow. Đấy, container màu trắng luôn. Rất là đẹp nhá. Đây. Wow. Đây, rửa cái container này. Cái thùng container các bạn nhé. Đấy. Wow, mình sẽ lắp ráp cho các bạn nhìn nhá. Busy time. Tractor container. Wow, các bạn thấy đẹp không? Wow, một em container màu trắng nhá. Có thùng container màu vàng. Rồi, mình cho đây nào. Wow, 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 wow. Ở dưới này có một em nữa này các bạn này. Em gì này? Đấy. Các bạn biết em là em gì không? Thế nào? Chiu chiu chiu. À, các bạn ơi, đây là một chiếc cần cẩu. Cần cẩu siêu dài nhá. Đấy. Các bạn thấy không? À, một em cần cẩu siêu dài luôn, long crane. Yes. Ok. Cho đứng ở đây nha. Hey, các bạn thấy đẹp không? Wow, hôm nay mình rửa được rất là nhiều đồ chơi nên là các bạn này. Bye bye các bạn nha.